học sinh của trường tiểu học số 1 Ô Mai, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Ngôi trường mang tên người anh hùng Ô Mai được tuyên dương đầu tiên của quân đội ta trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Với truyền thống hiếu học, nối tiếp truyền thống cha anh, các thế hệ học sinh, nhà trường đã và đang tích cực học tập, trưởng thành, ghi nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do hôm nay. Chuyến hành trình về địa chỉ đỏ của liên đội trường tiểu học số 1 Ngô Mai được bắt đầu từ tượng đài vị anh hùng liệt sĩ Ngô Mai. Mùa hè năm 1947, quân Pháp đánh mạnh ở An Khê. Đại đội viết tử được lệnh chặn đánh địch tại đèo An Khê. Đại đội của anh lái biểu viết lựa chọn người tình nguyện ôm bom xả thân diệt địch. Hơn 40 chiến sĩ xung phong nhận nhiệm vụ. Đại đội trưởng đếm xong, mọi người hạ tay xuống, duy còn một cánh tay vẫn giơ thẳng. Đó là Ngô Mai. Anh sợ đại đội trưởng đếm sót mình nên vẫn chưa bỏ tay xuống. Sau khi cân nhắc, ban chỉ huy đại đội đã trao cho anh nhiệm vụ vinh quang đó. Tiếng bom Ngô Mai đã làm rung chuyển tinh thần quân viễn chinh Pháp và cổ vũ mạnh mẽ ý chí chiến đấu của bộ đội liên khu 5, làm bùng lên phong trào giết giặc lập công khắp mặt trận Nam Trung Bộ. Anh hùng liệt sĩ Ngô Mai được truy tặng là anh hùng quân đội ngày 31 tháng 8 năm 1955 với dòng chữ đệ nhị anh hùng toàn quốc. Tượng đài anh hùng Ngô Mai ôm bom của họa sĩ Xuân Việt dựng lên giữa trung tâm huyện Phù Cát và khánh thành năm 2015 sau khi nâng cấp. Điểm đến tiếp theo trong chuyến hành trình là đài tưởng niệm anh hùng huyện Phù Cát. Thật vinh dự và tự hào biết bao khi chúng em về đây cùng thắp nén hương thơm, kính dâng lên các anh hùng liệt sĩ để tỏ lòng thành kính. Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của huyện Phù Cát vốn quen thuộc với người dân. Đài nằm đối diện với quốc lộ 1A và phía sau là quảng trường huyện Phù Cát, tạo nên một không gian thoáng mát, yên tĩnh và trang nghiêm. Dòng chữ Tổ quốc ghi công được in trên nền cờ đỏ sao vàng đặt dọc chính giữa thân đài, tạo nên sự trang trọng, bề thế trong công trình, đồng thời thể hiện sự biết ơn sâu sắc đến các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh trong các cuộc chiến tranh chống ngoại xâm, mang lại nền hòa bình, độc lập cho dân tộc. Điểm đến tiếp theo của chúng ta là Bảo tàng huyện Phù Cát. Bảo tàng huyện Phù Cát được trưng bày theo hệ thống thời gian và được chia làm 4 phần chính. 1. Là đất nước và con người Phù Cát. 2. Là quá trình hoạt động cách mạng của quân và dân Phù Cát. 3. Là các làng nghề truyền thống huyện Phù Cát. 4. Là Phù Cát trong thời kỳ đổi mới. Hành trình đến các địa chỉ đỏ là nơi khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp thêm lòng yêu nước, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa cho các thế hệ trẻ và thiếu niên nhi đồng. Chúng em nguyện hứa sẽ rèn đức, luyện tài, cố gắng học tập tốt để góp phần viết tiếp bản hùng ca của quê hương, góp phần đưa đất nước Việt Nam sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Nơi đây, lời quốc ca của chúng em cất cao như muốn nói lên lòng biết ơn, niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước và khát vọng ngày mai đất nước thêm tươi đẹp, ấm no, giàu mạnh.